Các bạn thân mến, trên cái con đường bê tông mình đang đi đây chính là bản Tà số 1 thuộc xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trên đường đi dạo quanh quanh đây thì mình có nhìn thấy một cái vườn mận đây hoa rất là đẹp. Nên là mình dừng lại đây để cùng mời mọi người cùng ngắm hoa mận ở đây. Hoa mận mùa này thì bắt đầu nở rộ các bạn ạ. Và một số cây thì mình có thấy có vừa có quả lại vừa có hoa. Đấy, rất là đẹp. Ở khu này là cuối bản Tà số 1 mà nghe người dân bảo là có một con đường thông sang bên Yên Châu. Nhưng mà cũng đi khá là xa và khó đi các bạn ạ. Đấy, mời các bạn cùng mình đi dạo ở trong bản này để cùng ngắm hoa mận các bạn nha. Ở chỗ này thì có một cái cây cũng khá là to, cổ thụ đấy. Ở đây 3 cây, không phải một cây. Cây này thì người dân người ta cũng không có tỉa cành chăm sóc gì nữa, bởi vì cây là cây cổ thụ rồi, người ta để tự nhiên. Còn những cây trên này thì người ta được tỉa tót rất là sạch sẽ, gọn gàng để cho ra quả, ra hoa để chuẩn bị một mùa thu hoạch. Đây, ở đây chỉ là một trong số những vườn mận ở trong cái bản này thôi. Còn ở ngoài kia còn rất là nhiều, nhưng có một số nhà thì chưa được nở rộ như thế này, mới bắt đầu nở thôi. Cho các bạn đi xem vào trong bản này nhé. Nhà của người bà con ở đây là nhà bằng, nhiều nhà thì tường bằng gỗ, nhiều nhà thì tường xây được lợp bằng mái tấm tôn, và làm nhà kiểu nhà truyền thống của người Mông là làm nhà đất, nền đất, nền bê tông xi măng đấy. Có ít, rất là ít nhà mà người ta làm nhà sàn như thế này. Ở đây có một ngôi nhà sàn khá là thấp đấy. Nhà sàn này thì khá thấp. Nhà này thì là không có người ở nữa, được bỏ hoang rồi. Ở trong này thì là có một cái homestay để cho khách du lịch đi lên đây du lịch trải nghiệm, có thể ngủ nghỉ ở đây. Ở đây thuộc cuối bản Tà số. Ở đây là bản Tà số 1, còn ngoài kia là, đằng sau mình đây là bản Tà số 2 thuộc xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu. Ở bên kia là những ngọn đồi rất là cao này. Bà con trồng ngô, trồng có cả mận, ở trong kia vẫn có cả cái mận. Đi dọc dọc bản này thì thấy mọi người đi chơi rất là vui. Mình thấy có rất nhiều phụ nữ ở trong này, chắc là đánh bóng chuyền hay gì đấy. Bây giờ mình vào thử xem thử các bạn nhé. Rồi, đánh bóng chuyền. Chào các chị nhá, đi xem đánh bóng chuyền à. Ở đây các chị phụ nữ ở đây đánh bóng chuyền. Đây, chơi Tết vui vẻ nha. Rất hay các bạn ạ. Hoạt động đi chơi Tết ở trên vùng cao rất là vui. Đây, bóng chuyền hơi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay mình lại tiếp tục có mặt tại bản Tà số thuộc xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, Sơn La. Sau khi mình đi ở khu vực ngoài kia là sân bóng thì mọi người đi chơi hội, thì mình có di chuyển qua vào trong này thì vô tình thì mình cũng thấy có một gia đình ở đây là tập trung rất đông người để làm thịt lợn, mà mình có vào hỏi trước rồi là ngày mai là sẽ đi làm cái lễ ăn hỏi để cưới vợ cho con trai.
cho nên là mình đã xin gia đình ở lại đây vào để ghi hình, ghi những khoảnh khắc và những cái phong tục cưới của người Mông ở đây như thế nào. Bây giờ mời các bạn cùng vào theo chân mình vào trong nhà gia đình để cùng khám phá và trải nghiệm các bạn nha. Xin mời các bạn nào. Chào các anh nha. Ôi, đang thịt lợn à, ngon thế. Hôm nay mình thịt lợn là gì anh? À, đám cưới à? À đây thịt lợn đám cưới mọi người ạ. Ồ, còn một con bên này nữa này. Ui, con này ngon nhỉ. Này như là lợn rừng đấy. Lợn này ngon đấy. À, lợn thả rông. Lợn này ngon đấy. Nhà mình hôm nay đám cưới à hay là ngày mai? Vâng, để chào anh nhé. À, ăn hỏi, hôm nay là ăn hỏi à? Lợn này thì thịt chất lượng đấy. Dễ làm lông nhỉ, con nhỏ này. Ô, con kia làm sao nó bị con này được tầm bao nhiêu cân anh? Hơn yến nhỉ? Đấy, tầm đấy. Nhưng mà tầm này là thịt là ngon rồi. Đấy. Đây con này thì lông nó dài này, cứng này. Nước bị nguội rồi nhỉ, lâu. Chắc nó không nóng lắm nữa. Ở nhà người ta chuẩn bị ăn hỏi để đám cưới các bạn. Mổ hai con lợn. Hôm nay là buổi chiều rồi, hiện tại là buổi chiều. Hơi có hửng nắng một tí. Thì các cô chị chắc là đi ra ngoài sân bóng này đi ném pau quá. Đây. Mấy cô mấy chị này là đi ra đây để ném pau đấy. Chơi ngoài sân bóng này. Các anh bên kia bây giờ đang chuẩn bị là mổ rồi mọi người nhá. Mổ xẻ thịt rồi. Ôi, thịt rất ngon này. Đấy. Đây là hôm nay là mình nhà nào nhà đây à? Nhà mình ở đây à, chuẩn bị ăn hỏi à hay như nào anh? Nhà bên này đúng không? À nhà đây. Nhà bên này. Anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Chá. Anh Chá có con gái lớn rồi. Đây con gái anh Chá này. Bảo vừa lúc nãy hỏi là bảo đi lấy chồng rồi, nhưng mà mới có 15 tuổi thôi mà lấy chồng được 5 rồi. Đây là cái bánh dày à, nướng này làm gì ấy? Nướng cho nó cháy cháy để ăn cho nó thơm à. Đặt lên trên kiềng này này. Đặt lên trên chỗ kiềng này này. Đặt lên trên này nó không ngon. Nó không ngon à? Thế sao mà lấy chồng sớm thế? Không đi học, lấy chồng sớm thế? Đến lớp mấy? Lớp 3 rồi. Lớp 3 là nghỉ à? Chắc là muốn lấy chồng nên là bỏ học đúng không? Phải không? Nên bỏ. Ở trên này đi học thì được cũng được miễn phí mà. Trước kia cho học ở Yên Châu mà. Học ở Yên Châu à? Ở trên nhà ngoại ấy. À.
Thế lấy chồng ở đâu? Lấy chồng ở dưới xã. Xã là phải phải đi xuống dưới đường lộ đấy à? Ui, 10 cây cơ. À, thế là đi qua đường lộ xong lại phải xuống bên dưới nữa đúng không? Xuống cái sông to kia. À, dưới sông đấy đúng không? Rồi, biết rồi. Ở dưới đấy là trung tâm xã, ở dưới đấy. Chắc củi vào. Đây, cái nồi nước này chuẩn bị để luộc. Ui, phải đậy vung vào không nó bụi hết đấy. Thế nên nó bụi hết vào nước kìa. Ở đây không ngờ được mà em gái này bảo là 15 tuổi là không thể tin được. Nhưng mà chắc là thật sự là như thế. Bởi vì người nó lớn hơn tuổi. Nếu mà người khác, nếu mà không hỏi tuổi ấy, chắc là người ta đoán tầm 17, 18 cơ. Có người gặp. Bởi vì người lớn á. Cái cơ thể người nó lớn trước tuổi ấy. Kiểu đấy. Ở trong giá bánh giày à anh? À, thế giá bánh giày là ngày mai để chuẩn bị làm lễ ăn hỏi đấy à? À, ở trong nhà thì người ta đang giá bánh giày. À, tí nữa mình sẽ vào trong nhà mình xem, mình quay cho các bạn xem giá bánh giày các bạn nhá. Chào bà nhá. Đây, ở trong này bánh giày. Làm bánh giày à, chuẩn bị. Có gói bánh chưng à? Gà bánh chưng à? À, làm mỗi bánh giày thôi à? À, đây là gói bánh giày để mai đi làm lễ ăn hỏi. Đã làm xong rồi. Đây, làm xong thì được gói vào những cái lá chuối hoặc lá dong như thế này để cho nó khỏi dính vào nhau. Ở trên các bếp này, cái của nhà này thấy có cái gì đây? Đỗ à? Đây là đỗ. Ở đây hình như là cái xương trâu, xương lợn gì đấy. Ở đây là cái gác bếp của... À, bếp thì được để ở giữa trong cái nhà này luôn. Để sưởi ấm và nấu nướng ở đây. Ai là chú rể vậy anh? Chú rể là người nào đây? Chú rể đây. Đâu? Đây. Không, không người mai. Chú rể phải làm thịt. Không, cái người lấy vợ ấy. À đây à. Đây là chú rể ngày mai đi hỏi vợ đây. Chú rể này bao nhiêu tuổi rồi? Em 24 rồi anh. 24 rồi à? Nó trẻ mà. Thì tầm đấy lấy vợ là vừa chứ nhỉ? Không lấy sớm quá. À, như anh nhá, anh này lấy gì? Chắc là sớm quá này. Lấy vợ bao nhiêu tuổi? Vừa 19 rồi. Vừa 19 tròn 24. Đây, tuổi đấy tầm đấy là vừa đẹp mà. Ngày mai là đi ăn hỏi thôi, xong là cưới luôn chứ hay là... Vâng, đi ăn hỏi xem thế nào cưới. À, à, để hẹn xem ngày nào cưới đúng không? Cái này thì mình chưa đoán được trước, xem đi mai đi ăn hỏi xem bố mẹ với. Hẹn ngày nào cưới thì mình mới biết anh. À. Cái này là trường người lớn xem ngày nào đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Ngày mai mới là đi ăn hỏi thôi. Tầm này là 4 giờ chiều, hơn 4 giờ chiều thì các bé đi học đang về. Trường học thì ở ngay ngoài này thôi. Ở ngay ngoài này một đoạn thôi, mấy trăm mét thôi, ngay chỗ sân bóng đấy. Các bé là đi học ở đây thì đa số là đi bộ thôi. Đấy, bé này không có bố mẹ đưa đón. Bởi vì bản cũng gần đây mà. Các bé rủ nhau đi bộ. À, các bạn thân mến, như vậy là mình có một cái công việc đột xuất nên là phải về, cho nên là cũng không ở lại để ghi hình tiếp tục cho mọi người xem được. Mong mọi người thông cảm nhé. Mình vừa xin phép gia đình để mình còn về cho sớm. Bây giờ là cũng khá là chiều tối rồi.
bây giờ khoảng 5 giờ kém chiều rồi. Đây là mình xin phép gia đình để mình còn đi về dưới kia nữa, còn một quãng đường khá là xa nữa. Mong mọi người thông cảm nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.